Các bạn đang nghe truyện gia gia dị giới tạo phản ta tại đô thị vô địch rồi trên kênh TV Audio CV. Chương 953, chip dân dụng cấp thấp. Tiêu Phàm và Tô Ấu Vi xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của vô số người về buổi họp báo hôm nay, lúc này không biết tận dụng cơ hội cọ nhiệt thì coi sao được. Trước đây khi những nghệ sĩ nổi tiếng đó tham gia họp báo, họ vốn dĩ luôn được ngồi ở hàng ghế đầu, nhưng bây giờ họ chỉ có thể ngồi ở hàng giữa thôi có rất nhiều ông trùng trong giới kinh doanh và chính trị gia đang ngồi ở phía trước so với những ông trùng đó thì những nghệ sĩ nổi tiếng này chẳng là cái gì cả mong đợi quá sao livestream vẫn chưa bắt đầu đúng vậy hàng triệu người đang chờ đợi đó sẽ có livestream trong buổi họp báo số lượng người xem đã lên tới một triệu trong khi màn hình vẫn đen kịt e là những bình luận bị hạn chế cũng rất nhiều không sao không sao Biết Tiêu Phàm và Tô Ấu Vi sắp tới nên độ rộng giải tầng livestream cũng được chuẩn bị ổn thỏa, nếu không thì giữa chừng rất có thể mất kết nối. Đến đây, cuối cùng cũng bắt đầu rồi, chỉ còn 5 phút nữa là chính thức mở họp báo, cuối cùng livestream cũng bắt đầu, lượng người xem nhanh chóng tăng vọt, vượt qua con số 3 triệu người. Cả Tiêu Phàm và Tô Ấu Vi đều có hàng triệu người hâm mộ. Kính chào các vị, hoan nghênh các vị đến tham dự buổi họp báo đầu tiên của Chip Viêm Hoàng. Trầm Kính Sơn bước ra sân khấu. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cho ra mắt tổng cộng 6 loại chip. Có 3 loại chip cấp thấp là cấp dân dụng, cấp doanh nghiệp và cấp trung học. Người của một số ít công ty chip nước ngoài đã đến hội trường, khi nghe thấy thế thì họ cảm thấy cực kỳ không ổn, tập đoàn Thiên Hà đang muốn hốt gọn một mẻ còn gì. Nếu tính năng và giá cả của chip tốt thì những công ty như họ sẽ gặp rắc rối. Chúng ta đi thẳng vào chủ đề chính, ta sẽ giới thiệu loại chip thứ nhất có tên là viêm hoàng số 3. Viêm hoàng số 3 là một con chip dân dụng cấp thấp. Tính năng của nó là trầm kính sơn liên tục giới thiệu, vẻ mặt của người thuộc công ty chip nước ngoài dần trở nên khó coi. Tính năng của viêm hoàng số 3 cao hơn 40% so với chip cấp thấp lẫn cung cấp của bọn họ, hơn nữa mức tốn kém của nó cũng thấp hơn hẳn 30%. Chúng ta sẽ nói về giá cả ở phần cuối cùng, Bây giờ chúng sẽ đến chip ta viêm hoàng số 2, phải mất nửa giờ để Trầm Kính Sơn giới thiệu hết toàn bộ tính năng của 6 con chip, tính năng của chúng đều vượt qua các loại chip cùng cấp khác ở nước ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ xem giá cả của những con chip này. Giá không rẻ bằng thì người tiêu dùng vẫn có thể lựa chọn chip của bọn ta, chip của bọn ta chất lượng và đáng tin cậy hơn. Các ông trùng chip điện tử nước ngoài thầm nghĩ. Nhiều người không tham dự cũng chú ý tới buổi họp báo này. Các vị phần cuối cùng ta muốn nói đến là giá cả hãy để ông chủ tiêu phàm của tập đoàn thiên hà chúng ta thông báo giá cả cho mọi người được không nào trầm kính sơn cười hỏi những người có mặt trong hội trường được đám đông trong hội trường học báo phấn kích hét lớn những tràng vỗ tay liên tục vang lên tiêu phàm đứng dậy hắn mỉm cười rồi bước lên bục sân khấu dưới sân vẻ mặt không ít người ngoại quốc nặng nề khiến một số người cũng khẩn trương nhìn qua tiêu phàm trên sân với địa vị danh vọng của tiêu phàm, họ biết tính năng của chip chắc hẳn sẽ không có vấn đề, mấu chốt chính là giá cả chip. Giá của viêm hoàng số 3, nhất định đừng thấp hơn 300. Giá của viêm hoàng số 2 đừng thấp hơn 900. Giá của viêm hoàng số 1 đừng thấp hơn 2.500. Một ông chủ tới từ nước bê âm thầm cầu nguyện trong lòng. Nếu không thấp hơn giá này, thì sản phẩm của công ty họ vẫn còn sức cạnh tranh tương đối mạnh, nếu không chắc chắn sẽ gặp phải xung kích nhất định tiêu tông sư sẽ cho chúng ta niềm vui bất ngờ bất ngờ cái gì dù giá cả cao ta cũng muốn mua coi như là báo đáp tiêu tông sư ta đã tu luyện viêm hoàn quyết đến cấp bậc ám kình ta đã đến cấp bậc hóa kình rồi ủng hộ tiêu tông sư bất chấp chắc chắn sẽ mua rồi nhưng vẫn hy vọng hàng nội địa sẽ rẻ hơn một chút nếu không khi đối mặt với chip nước ngoài có lẽ sẽ không có quá nhiều sức cạnh tranh vô số bình luận không ngừng hiện lên giữa màn hình phát sóng trực tiếp tiêu phàm phất tay áo ra hiệu trầm kính sơn bỏ micro đi với tu vi của hắn hoàn toàn không cần dùng tới micro các vị hoan nghênh mọi người đã đến cũng cảm ơn rất nhiều nhân viên từ trên xuống dưới của tập đoàn thiên hà đã cố gắng cuối cùng hôm nay chiếc viêm hoàng cũng đã ra mắt mọi người tiêu phàm mỉm cười nói hắn cũng không nói lớn tiếng nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng liên quan tới giá cả của sản phẩm rất nhiều dân mạng rất nhiều bạn nước ngoài đều chú ý, ta cũng không úp mở nữa, trực tiếp tuyên bố. Viêm hoàng số 3, giá 99. Viêm hoàng số 2, giá 299. Viêm hoàng số 1, giá 899. Tiêu phàm nói đến đây, giữa mấy trăm triệu người lập tức có vô số bình luận hiện lên, phát sóng trực tiếp lát trong nháy mắt. T, cả người ta đều tê dại. Dẫu biết giá của chip hàng nội địa chắc chắn sẽ giảm xuống, không ngờ lại giảm xuống nhiều như vậy. Không chơi trò chơi cỡ lớn thì viêm hoàng số 3 là đủ rồi, 99, giá tiền này mà không mua được thì thiệt thòi lắm. Công ty nước ngoài đoán chừng không ngủ nổi. Đám dân mạng vô cùng hưng phấn. Giá cả của chip không đến mức thấp thành giá cải trắng, nhưng giá cả dùng cho máy xử lý cấp thấp cũng đã dưới 100, giá cũng không có gì khác so với cải trắng. Có một số quốc gia, một cây rau cải trắng còn đắt hơn. Xong rồi Sao có thể bán giá thấp như vậy, vậy chip của chúng ta phải bán thế nào? Phát, sắc mặt rất nhiều người nước ngoài đang xem phát sóng trực tiếp đều trở nên vô cùng khó coi, giá tiền này là muốn dồn họ vào chỗ chết. Họ không biết giá gốc của chip phim hoàng, nhưng họ biết rõ giá chip của mình, giá tiền này đã thấp hơn giá của bọn họ, nếu họ muốn tiếp tục sống, không thể bán giá này, nhưng nếu bán cao một chút, thị trường nhất định sẽ không ngừng bị chiếm lĩnh. Tiêu Tông sư, các ngươi không thể bán thấp như vậy. Đây là nhiễu loạn thị trường, đây là cạnh tranh bất chính, sẽ phá hủy trật tự quốc tế. Trong hội trường có người nước B lớn tiếng nói. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, lúc nước âm và nước B các người chế tài chúng ta, sao các người không nói là nhiễu loạn thị trường? Lúc các loại chế tài trói buộc nước Hát chúng ta, các ngươi hẳn nên nghĩ đến một ngày này, nước Hát chúng ta không sợ chế tài. Nếu không thể chinh phục được chúng ta thì sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm mạnh mẽ tiêu phàm nói xong trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt mặc dù ở đây có một số người ngoại quốc nhưng dù sao họ cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ phần lớn người ở đây đều là người nước hát các vị tiếp theo là giá của chip xí nghiệp rất nhanh tiêu phàm đã nói rõ giá cả của chip xí nghiệp nhiều ông chủ các công ty ở nước hát hưng phấn giá cả chip viêm hoàng cho xí nghiệp cũng quá thấp mà tính an toàn lại cao hơn bây giờ chuyện khiến mọi người bận tâm chính là chất lượng đối với các tập đoàn mà nói, độ tin cậy của chip vẫn rất quan trọng. Nói xong chuyện giá cả, tiêu phàm đi xuống từ trên sân. Trầm kính sơn lại lên sân một lần nữa, hắn mỉm cười nói, các vị, mọi người chắc chắn quan tâm đến khi nào chip viêm hoàng chip chính thức đưa ra thị trường. Trên web sẽ lập tức mở đường bán chip dân dụng. Nhóm chip đầu tiên, chip cấp thấp bán 40 vạn, chip cấp cao giá 20 vạn. Loạt hàng bán thử đầu tiên, Giá cả sẽ được ưu đãi 10%. Trầm Kính Sơn còn chưa dứt lời, số người xem phát sóng trực tiếp đã nhanh chóng sụt giảm, rất nhiều người nhanh chóng vào trang web của tập đoàn Thiên Hà. Sao lại không đăng ký vào được, mẹ nó, hạn chế đăng ký. Tay người nào còn nhanh hơn người độc thân 30 năm như ta, trang web tập đoàn Thiên Hà không có giải thông lớn như vậy, nên áp dụng phương thức hạn chế, nhiều nhất chỉ có 2 triệu người vào được cũng một lúc. Các vị Ta vừa mới nhận được tin tức, chip viêm hoàng đợt đầu tiên đã bán sạch. Chúng ta sẽ nhanh chóng mở bán đợt thứ hai. Trầm Kính Sơn mỉm cười. Hắn không chút ngạc nhiên với kết quả này. Không bán được chip hàng nội địa, vậy cũng phải nhìn xem là công ty của ai. Cả nước có hơn một tỷ người tu luyện viêm hoàng quyết đều được lợi, ai mà không ngại bỏ ra mấy trăm ủng hộ tiêu phàm chứ. Dù tiêu phàm bán cục gạch, mấy trăm đồng tiền một viên, tuyệt đối cũng sẽ bán sạch trong vài phút. Trăm vạn chip phim hoàng cứ thế bán hết. Nếu sau khi họ trải nghiệm cảm thấy không tệ, vậy chúng ta gặp tận thế rồi. Hy vọng chất lượng của họ rất rác rưởi, rất nhiều ông lớn bán chip nước ngoài đều giống như cha chết mẹ chết. Tính năng mạnh hơn chip cùng cấp bậc của họ ít nhất 30%, giá bán lại chỉ bằng 1 phần 3 bọn họ, sao mà chơi được chứ, ông chủ, chúng ta có cần tìm thủy quân bôi đen không, giám đốc một công ty ở nước âm lên tiếng ông chủ lặng lẽ nhìn về phía hắn ngươi đang chê mạng của chúng ta dài à với mạng lưới năng lực của tô ấu vi chúng ta tìm thủy quân có thể giấu được nàng sao tiêu phàm điều tra ra ngươi cảm thấy hắn sẽ nói đạo lý với chúng ta à người quản lý này rụt cổ cúi đầu vẻ mặt ông chủ chán nản trước đây họ từng dùng thủ đoạn như vậy nhưng loại thủ đoạn này vô dụng với tiêu phàm tiêu phàm sẽ không nói đạo lý với bọn họ nếu họ dám làm loạn tiêu phàm sẽ dám giết người có người của chúng ta cướp được chip không nếu không có lập tức thu mua từ người nước khác mua được chip kiểm tra toàn diện chip viêm hoàng lúc lâu sau ông chủ trầm giọng nói phải các ông chủ lớn khác cũng làm như vậy nếu chip viêm hoàng thật sự có vấn đề vậy họ có thể quan minh chính đại phơi bày ra qua nửa ngày đã có người gần đó nhận được chuyển phát nhanh. Nhìn qua cũng giống chip Y, trang web nói kết hợp với chip Y, không biết có phải thật hay không, một số người nhận được hành chuyển phát nhanh nhanh chóng lắp chip lên. Ông trời phù hộ, không ít người âm thầm cầu nguyện. Rất nhanh, máy vi tính của họ đã khởi động, mà tốc độ khởi động lại rất nhanh. Mẹ nó, nhanh như vậy, quả nhiên giống như trang web nói, không cần hệ thống làm lại một lần nữa rất nhiều người thành công khởi động máy nhanh chóng tiến hành các loại kiểm tra. Đến ngày thứ hai, càng nhiều người nhận được chip. Cũng có các loại nghiên cứu xác định và đánh giá chuyên nghiệp. Thế nào, một ông lớn ngành chip nước ngoài gọi video. Ông chủ, chúng ta tổng cộng kiểm tra 30 chip, cấp thấp, cấp trung, 10 cái cấp cao, không phát hiện vấn đề chất lượng. Phương diện tính năng còn mạnh hơn tuyên truyền của họ một chút, phương diện hao phí thấp hơn chip cung cấp của chúng ta 30% trong lòng ông lớn ngành chip này đắng chát, quả nhiên không có bất ngờ. Ông chủ, cấu trúc chip viêm hoàng này giống chúng ta, có xâm phạm bản quyền không? Ông lớn chip này lắc đầu. Nếu đối thủ là người khác, họ nhất định có thể kiện thắng, đổi thành tiêu phàm, chỉ chút ấy hoàn toàn không có khả năng kiện thắng. Bột giặt bằng nắm đấm cũng có thể biến thành vũ khí sát thương quy mô lớn. Nắm đấm của tiêu phàm lớn hơn bọn họ, dị giới, đế quốc cự tượng. Bùng. bùm Bùng. Bùng, 300.000 binh lính quân đoàn Tu La của nhóm người Trầm Kính Thiên đã tập hợp lại, 300.000 kỵ binh hạng nặng nhanh chóng tiếp cận phía trước thủ đô của đế quốc cự tượng. Mặt đất cũng đang rung chuyển. Trên tường thành của đế quốc cự tượng, sắc mặt của hoàng đế Sanrian tái nhật. Bệ hạ, ngươi đi nhanh đi. Bây giờ đi vẫn còn kịp. Bên cạnh Sanrian có người khuyên nhủ Nếu ta đầu hàng, đế quốc thần Long sẽ không giết ta, nhưng nếu ta rời khỏi hoàn thành, có lẽ sẽ bị cao thủ của họ giết chết. Sandrian chua nói. Hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới kết quả thế này. Đế quốc cự tượng có hai trăm triệu người, có một triệu đại quân, chiếm giữ vị trí thuận lợi, ban đầu hắn nghĩ dù không thắng thì việc tự bảo vệ mình chắc chắn không có vấn đề gì. Hắn không nghĩ rằng binh lính của họ lại yếu như vậy, còn quân đoàn Tu La thì rất mạnh, nhiều thành trì của họ đều phải trực tiếp đầu hàng. Võng vẹn 10 ngày ngắn ngủi, quân đoàn Tu La đã tiến vào hoàn thành. Ban đầu là gia nhập liên minh năm nước, nổ ra cuộc chiến tranh xâm lược nhằm vào đế quốc Thần Long, nhưng kết quả là trong vòng 10 ngày, nó đã biến thành một trận chiến để bảo vệ hoàn thành. Có lẽ không thể nói như vậy, vì hắn không có ý định phản kháng. 300.000 kỵ binh Tu La, cộng với nhiều loại hỏa khí khác, dù tường thành của hoàng thành cao lớn đến mấy cũng có không tác dụng gì. Truyền lệnh xuống, mở cửa thành. Nên đón quân đội của đế quốc thần Long vào thành. Sanrian hít thở sâu, trầm giọng nói. Trong lòng những người xung quanh đều cảm thấy bi phẫn, song họ cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu đầu hàng thì họ không phải chết. Hậu quả của việc phản kháng là bị tàn sát, kết kết, cửa thành khổng lồ chậm rãi mở ra. Sanrian mang theo rất nhiều người của đế quốc cự tượng ra ngoài thành để chào đón, dù trên đầu đội nắng, họ vẫn không quan tâm. Tướng quân, Đế quốc Cự Tượng mở cửa thành đầu hàng, binh sĩ điều khiển máy bay không người lái thông báo. Từ Trầm Kính Thiên gật đầu. Tình huống này không nằm ngoài dự đoán của hắn. 300.000 kỵ binh Tula đã tới, đế quốc Cự Tượng lấy cái gì để ngăn cản đây? Nếu bắn ra mấy vạn viên đạn pháo, toàn bộ hoàng thành sẽ bị nổ tung. Thật đáng sợ. Khí thế này quá mạnh. Vô số kỵ binh Tula đến gần, trong lòng những người của đế quốc Cự Tượng đều vô cùng khiếp sợ kỵ binh Tula mang đến cho họ cảm giác áp bách quá mạnh mẽ. Trẫm chính là hoàng đế của đế quốc cự tượng, Sang -ri -an. Trẩm Trẫm thay mặt đế quốc cự tượng xin đầu hàng trước đế quốc thần Long, chỉ cầu mong chiến tranh chấm dứt, hai nước chúng ta có thể vĩnh viễn chung sống hòa bình. Trẫm gia nhập liên minh năm quốc gia do đế quốc kền kền lãnh đạo, một mặt là bị kẻ gian mê hoặc, mặt khác là do đế quốc kền kền tạo áp lực. Sang tức cất giọng nói. Hắn ngồi trên đế liễn của hoàng đế, Cao hơn so với Trầm Kính Thiên đang cưỡi trên lưng ngựa. Trầm Kính Thiên lạnh nhạt đáp lại: "Sang an ngươi buộc phải thoái vị, ngôi vị hoàng đế được chia ra truyền lại cho ba hoàng tử, đế quốc cự tượng sẽ chia thành ba quốc gia." Sắc mặt của Sang an nhanh chóng biến đổi. "Trầm tướng quân, ngươi không thể làm như vậy, Trẫm là hoàng đế của đế quốc cự tượng, ngươi không có quyền yêu cầu Trẫm." Trầm Kính Thiên lạnh lùng nói: "Đây là ý của bệ hạ chúng ta." ngươi có thể lựa chọn chấp nhận, cũng có thể lựa chọn cái chết. Biểu cảm của Sangrian vô cùng khó coi. Cho ngươi thời gian ba hơi thở để suy nghĩ, ba hơi thở là thời gian giữa ba lần thở. Một người trưởng thành bình thường thở 16, 20 lần một phút, và ba lần thở chỉ mất khoảng 10 giây. Ý chỉ thời gian rất ngắn. Ba hơi thở là thời gian giữa ba lần thở. Một người trưởng thành bình thường thở 16, 20 lần một phút, và ba lần thở chỉ mất khoảng 10 giây. Ý chỉ thời gian rất ngắn. Sanrian vội nói, ba hoàng tử phải do trẫm chỉ định. Trầm kính thiên lắc đầu. Ngươi nghĩ nhiều rồi, bệ hạ chúng ta đã xác định được hoàng tử nào sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Sắc mặt Sanrian càng thêm khó coi. Do tiêu hải xác định, tiêu hải chắc chắn sẽ để cho ba người có quan hệ không tốt với nhau kế thừa ngôi vị hoàng đế, sau này đế quốc cự tượng sẽ hoàn toàn bị phân chia. Sang ngươi có ý kiến gì không? Trên người trầm kính thiên tỏa ra sát ý không không có. Sang chán nản trả lời. Đã đến nước này rồi, hắn có thể có ý kiến gì? Nào dám có ý kiến? Đế quốc cự tượng các ngươi không phải khiêu vũ rất hay sao? Sao lại không có ai khiêu vũ để hoan nghênh chúng ta? Sang Riang lặng im. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, nhưng vẫn lập tức cho người đi chuẩn bị. Trong tiếng hát và điệu nhảy của các thiếu nữ đế quốc cự tượng, một trăm nghìn binh lính của quân đoàn Tu La tiến vào Hoàng Thành, còn hai trăm nghìn người khác ở bên ngoài. Ngươi, ngươi, ngươi. Ba người các ngươi sẽ chia nhau kế thừa ngôi vị Hoàng Đế. Hoàng tộc và thần dân của các ngươi có rất nhiều người chống lại Đế quốc Thần Long chúng ta. Lãnh thổ chia như thế nào còn phải xem biểu hiện tiếp theo của các ngươi. Nếu khả năng quá kém cỏi, sẽ đổi người khác để kế thừa ngôi vị Hoàng Đế. Khi đi vào Hoàng Cung, Trầm Kính Thiên chỉ định ba hoàng tử kế vị lựa chọn hoàng tử nào trong số các hoàng tử, Tiêu Hải đã xác định từ lâu. Mối quan hệ giữa ba vị hoàng tử này đều không tốt. Thượng sứ, chúng ta không có binh quyền. Một hoàng tử trong số đó lên tiếng. Trầm kính thiên lạnh nhạt nói, giết những người không phục các ngươi, các ngươi sẽ có binh quyền, về chuyện này thì chúng ta có thể giúp đỡ. Đa tạ thượng sứ, ba hoàng tử lần lượt chiếm được quyền chỉ huy tạm thời 10.000 kỵ binh Tu La, họ dẫn theo kỵ binh Tu La nhanh chóng tiến hành khai trừ. Những người chống đối bọn họ, chống đối đế quốc Thần Long, đều sẽ bị loại bỏ sạch sẽ. Để có được nhiều lãnh thổ, họ không hề nương tay chút nào. Cùng là hoàng tộc thì thế nào? Một chữ thôi, chết. Yes. Hoặc là bản thân chết, hoặc là chính mình trở thành hoàng đế, lựa chọn rất đơn giản. Đảo mắt đã nửa ngày trôi qua, trong hoành thành của đế quốc Cự Tượng đã có hơn 100.000 người tử vong, ba hoàng tử được phân chia để khống chế một số quân đội. Khá lắm các ngươi đều có thể trở thành hoàng đế trầm kính thiên mỉm cười nói nói xong hắn lấy ra một tấm bản đồ của đế quốc cự tượng trên bản đồ có rất nhiều chấm đỏ ở phía bắc có một khu vực lớn được khoanh vùng vùng phía bắc này các ngươi cắt nhượng cho đế quốc thần long chúng ta còn mấy chỗ này các ngươi phải cho đế quốc thần long của chúng ta thuê vĩnh viễn cho phép chúng ta có thể đóng quân thuế của những nơi này thu về cho đế quốc thần long thi hành luật pháp của đế quốc thần long các ngươi có ý kiến gì không?" Trầm Kính Thiên hỏi. Ba hoàng tử đều gật đầu. Đã đến bước này rồi, còn có chuyện gì không thể chấp nhận được chứ? Tiếp theo, chúng ta lại thương lượng một chút về chuyện bồi thường. Lần này phải điều động 300.000 đại quân, Đế quốc Thần Long tổn thất rất nghiêm trọng, các ngươi phải bồi thường cho Đế quốc Thần Long." Trầm Kính Thiên trầm giọng nói. Sắc mặt của ba hoàng tử đều trở nên khó coi, quả nhiên các đất bồi thường vẫn còn quá ít. Muốn nói đến chuyện đế quốc thần Long có bao nhiêu tổn thất thì thật vô nghĩa. Thương vong của đế quốc thần Long chắc chắn còn chưa vượt qua một ngàn người. Thế nào, các ngươi không muốn sao, trầm kính thiên nhíu mày. Bọn ta đồng ý, ba người vội đáp. Trầm kính thiên dùng giọng điệu hờ hững nói tiếp. Số tiền bồi thường của các ngươi là 200 vạn cân linh thạch. Các ngươi tranh thủ thời gian soạn thảo quốc thư đầu hàng đi, Sangrian đứng đấy nghe xong, vội nói trầm tướng quân, vì sao nước cự tượng chúng ta phải bồi thường 200 vạn cân linh thạch? Trong khi lúc trước đế quốc hắc hổ chỉ có 100 vạn cân linh thạch. Trầm kính thiên lạnh nhạt trả lời. Đế quốc hắc hổ nhượng lại cho bọn ta một phần lãnh thổ, nước cự tượng các ngươi nhượng cho bọn ta bao nhiêu? Nếu các ngươi đồng ý nhượng lại càng nhiều lãnh thổ, thì chi phí bồi thường sẽ thấp xuống 100 vạn cân, ta nghĩ bệ hạ có thể sẽ đồng ý, Sang -ri an ngay lập tức đáp. Nếu thế thì bồi thường 200 vạn cân linh thạch cũng được. Đế quốc Hắc Hổ Hoang Vắng, nhượng lại một phần lãnh thổ cũng không sao. Còn nước Cự Tượng họ có đến 200 triệu nhân khẩu nhưng diện tích lại rất nhỏ. Tranh thủ thời gian soạn thảo quốc thư, quốc thư văn bản do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia cấp nhằm xác nhận tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện chính thức cho quốc gia đó khi tham gia quan hệ quốc tế. Văn bản do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia cấp nhằm xác nhận tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện chính thức cho quốc gia đó khi tham gia quan hệ quốc tế. Trầm Kính Thiên trầm giọng ra lệnh. Một trong ba hoàng tử thắc mắc, "Trầm tướng quân, không cần xác định lãnh thổ của chúng ta trước sao? Cái này có thể viết vào trong quốc thư." Sangrian trừng mắt liếc người đang nói chuyện, "Đúng là vội vã đăng cơ mà." Trầm Kính Thiên chỉ bảo, "Trước tiên các người viết thư đầu hàng và xác định việc bồi thường đi. Các ngươi muốn tách ra cũng là việc của các ngươi." Đến lúc đó các ngươi càng có nhiều thời gian bàn bạc. Sandrian thầm mắng trong lòng, nói là để cho họ bàn bạc, thật ra là để họ gia tăng mâu thuẫn tranh đoạt lẫn nhau. Trầm tướng quân, chúng ta nghe lời ngươi. Vẻ mặt của Sandrian suy sụp. Dù biết rõ ý nghĩ của Trầm Kính Thiên, nhưng họ lại chẳng thay đổi được gì. Muốn nước cự tượng trở thành nước lớn cũng là chuyện đáng chê cười. phía Tây Nam Hải vực nước cự tượng mấy chục chiếc thuyền chiến đang đi tới, trong đó có một chiếc dẫn đầu. Những chiến thuyền này đều đến từ đế quốc OS, trên thuyền có mấy vạn binh lính. Họ tới để chi viện cho nước Cự Tượng chống lại đế quốc Thần Long. Sắp đến nước Cự Tượng rồi đúng không? Sắp rồi, hôm nay có lẽ sẽ đến, nhưng muốn tới được đô thành của nước Cự Tượng vẫn cần 7, 8 ngày nữa. Nước Cự Tượng chắc là sẽ không chịu được, sao có thể? Dù sao thì nước Cự Tượng cũng có trăm vạn đại quân đế quốc thần long chưa chắc có thể thắng. Nhiều người trên chiến thuyền đang sôi nổi thảo luận. Vì chở rất nhiều binh lính nên trên thuyền rất đông, họ đã chen lớn trên đây 7-8 ngày rồi, bây giờ chỉ muốn lập tức xuống thuyền thôi. Hú, tiếng xé gió vang lên, có một cao thủ cấp võ đế nhanh chóng tới gần. Hắn vội dừng lại trước chiếc thuyền dẫn đầu, vẻ mặt nghiêm túc tiến vào phòng chỉ huy. Johnny, tình hình chiến sự của nước cự tượng có ổn không, thuyền trưởng chiến thuyền rít dò hỏi. Rony hít sâu một hơi. Không phải không thuận lợi, mà là nước cự tượng chết tiệt đó đã bại trận, họ đầu hàng. Cái gì, rít trừng mắt. Đế quốc thần Long chỉ mới vượt qua biên giới được 10 ngày mà nước cự tượng đã bại trận rồi sao? Họ có cả trăm vạn đại quân, sao lại để xảy ra chuyện như vậy, sắc mặt Rony âm trầm. Bọn họ quá yếu, đế quốc thần Long thì rất mạnh, thực lực hoàn toàn không cùng cấp bậc. Trích cho mày. Rất nhiều người của nước cự tượng không có lòng tin, họ tìm chúng ta để xin viện trợ chỉ là vấn đề nhỏ. Johnny đen mặt nói, lời nói của nước cự tượng không chút đáng tin, có một phần thực lực mà dám khoác lác thành 10 phần. Thực tế trăm vạn đại quân chắc chỉ được 70 vạn, trong đó khả năng cao có 10 vạn là người già đầy bệnh tật. Điều đáng cười hơn là 60 vạn binh lính thì tới một nửa không có vũ khí. Trích há miệng thở dốc. Hắn thật sự không biết nên nói gì. Đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Bọn họ đã đầu hàng. Còn có thể viện trợ không?" Trip dò hỏi. Ronnie lắc đầu. Bọn họ đã công bố quốc thư đầu hàng, các nhượng phần lớn lãnh thổ phía bắc cho đế quốc Thần Long, bồi thường 200 vạn cân linh thạch, còn cho thuê lại vĩnh viễn một số khu vực là những nơi người của đế quốc Thần Long có thể đóng quân. Tiếp nói, điều kiện hà khắc như vậy, nếu bây giờ chúng ta tới không chừng họ sẽ có được hy vọng, sẽ tiếp tục phản kháng. Tony trầm giọng nói, không có khả năng đó. Đế quốc Thần Long đang xem xét việc để cho ba hoàng tử nước cự tượng tự phân chia đất nước của bọn họ. Ba vị hoàng tử kia dẫn người quét sạch 10 vạn người, bây giờ ngoại trừ việc ủng hộ đế quốc Thần Long ra, họ không có con đường thứ hai. Triết cho mày. Tạm thời chúng ta không thể đến nước cự tượng được nữa, chuyển hướng qua nước Bách Vân trước. Roni nói, các ngươi đi về phía đông, ta quay về dò hỏi ý kiến của bệ hạ, xem là nên đi nước Bách Vân trước hay đi đế quốc huyết anh trước. Được. Triết gật đầu. Hắn cảm giác đầu mình rất đau. Mấy vạn binh lính ở trên cả chục thuyền chiến đã sớm mong mỏi được rời thuyền. Nếu đến nước Bách Vân trước thì cần 4, 5 ngày. Còn đến quốc huyết Anh thì cần khoảng 7, 8 ngày thông báo tin này cho bọn họ, chắc chắn sẽ có không ít ý kiến. Mọi người chú ý, nước cự tượng đã đầu hàng, chúng ta chuyển hướng sang phía đông, đến nước Bách Vân hoặc đế quốc huyết Anh. Johnny rời đi, rít hít sâu một hơi nói. Có chuyện gì sao, nước cự tượng đã bại trận rồi. Ta không nghe lầm chứ. Mới khai chiến được 10 ngày, nước cự tượng là nước lớn, dân số hơn hai vạn người, vậy mà bại trận rồi trên mấy chục chiếc thuyền chiến, các binh lính nghị luận sôi nổi. Có tin chiến thắng, có tin chiến thắng. Đế quốc thần Long, thắng lợi. Có người cưỡi ngựa từ Tây Thành tiến vào, hắn vừa chạy vừa kêu to. Dân chúng phía trước nhanh chóng dạt ra hai bên. Xem ra chúng ta đã đánh thắng nước cự tượng rồi. Chắc là thắng lớn, nếu thắng nhỏ thì sẽ không khoa trương như vậy. Dân chúng của đế quốc thần Long xì xầm to nhỏ, họ nhất mực tin tưởng vào tin tức này từ lúc kỵ binh tu la được thành lập chưa bao giờ trải qua thất bại bái kiến bệ hạ cao thủ đến thành nhanh chóng tiến vào hoàng cung hắn quỳ xuống hành lễ bình thân tiêu hải mỉm cười nói chiến sự bên nước cự tượng kết thúc rồi bệ hạ thần cơ diệu toán đây là thư đầu hàng của nước cự tượng chúng ta đại thắng cao thủ quỳ trước mặt tiêu hải đứng lên đưa thư đầu hàng cho tiêu hải tốt, rất tốt, người đâu, lập tức mang thư đầu hàng của nước cự tượng chép thêm mấy bản, phát ra ngoài. Tiêu Hải cười lớn nói. Thư đầu hàng của nước cự tượng nhanh chóng được sao chép và phân phát ra ngoài. Chết tiệt, trận này cứ như vậy mà thắng, trước sau chỉ mới 10 ngày, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Nước cự tượng cắt nhượng trăm vạn diện tích lãnh thổ, bồi thường 200 vạn cân linh thạch, còn phải cho chúng ta, thuê, một vài địa phương, Ha ha, thấy thư đầu hàng, người dân của đế quốc Thần Long vui sướng không thôi. Liên minh năm nước nhằm vào đế quốc Thần Long, quần chúng nhân dân đều vô cùng lo lắng, họ không nghĩ tới trường hợp sẽ đánh bại nước cự tượng nhanh thế này. Kỵ binh Tu La thật sự quá mạnh. Bọn họ còn có thuốc nổ, không thể đánh lại. Nước chúng ta có 5.000 kỵ binh chủ chốt, có thể chống lại tứ phương, đế quốc Thần Long còn có mấy chục vạn kỵ binh Tu La có không ít người ở các quốc gia khác cũng biết tin này, họ đều cảm thấy thật khiếp sợ. Lập tức thông báo tin tức về cho quốc gia. Đất nước của chúng ta không được phép gia nhập liên minh năm nước, không đúng, bây giờ là liên minh bốn nước. Đối đầu với đế quốc thần Long chẳng phải chuyện giỏi giang gì. Rất nhiều cường giả âm thầm nghị luận, có không ít người nhanh chóng rời khỏi đô thành. Hoàng thành của đế quốc kền kền. Bệ hạ, tướng quân đô rút muốn gặp ngươi, tình hình quân sự có việc khẩn có người bẩm báo với hoàng đế mọc găng cho gọi người tướng quân đua rước nhanh chóng đến trước mặt hoàng đế mọc găng bệ hạ đế quốc cự tượng đã bại trận họ không chống cự nên kỵ binh tu la dễ dàng tiến vào hoàn thành của bọn họ dự tính không bao lâu nữa sẽ tuyên bố thư đầu hàng tướng quân đua rước trầm giọng nói cái gì sắc mặt hoàng đế mọc găng bỗng chốc thay đổi Mấy ngày trước hắn nhận được tin tức, khởi đầu đế quốc cự tượng chiến đấu không tốt, nhưng hắn không ngờ đế quốc cự tượng lại bại trận nhanh như vậy. Nếu đế quốc cự tượng mạnh hơn chút nữa, thì chắc cũng không bị đánh bại nhanh đến thế, hơn nữa sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ đế quốc áo tư. Sao có thể thua nhanh như vậy? Đế quốc cự tượng có thành trì, có sông lớn, vì sao họ không thể chống cự dù chỉ một tháng, hoàng đế mọc găng nhấn mạnh. Bệ hạ, người dân trong thành sợ bị tàn sát, cứ thế gần như mất đi năng lực phản kháng. Đu rức nói. Vô dụng. Một đám vô dụng. Bình thường khoe khoang khoác lác không có điểm dừng, đến lúc quan trọng thì chẳng làm được gì. Sắc mặt của hoàng đế mọc găng cực kỳ khó coi. Liên minh năm quốc gia của họ đột nhiên trở thành liên minh bốn quốc gia, hơn nữa còn mất rất nhiều quân binh khi đế chế cự tượng bị đánh bại. Nếu không có đế quốc cự tượng, họ không có cách nào kìm hãm được đế quốc thần long trên lục địa. Dựa vào đế quốc Bách Vân sao? Đế quốc Bách Vân ở phía nam của đế quốc thần long, mặc dù giáp với đế quốc thần long nhưng họ căn bản không đủ khả năng chủ động tấn công, bệ hạ, đế quốc cự tượng bại trận đối với cục diện chung ảnh hưởng rất lớn, quá trình chúng ta thu phục một số quốc gia khác cũng sẽ khó khăn hơn. Tả tướng của đế quốc kền kền ngồi bên cạnh hoàng đế Mọc Găng nói, từ vẻ mặt hoàng đế Mọc Găng âm trầm. Vốn dĩ trong kế hoạch của hắn, dù cuối cùng đế quốc cự tượng sẽ thua, đế quốc cự tượng vẫn có thể kiên trì cầm cự được 3, 4 tháng. Bằng cách này thì khi 300.000 người từ quân đoàn Tu La kéo đến, đế quốc Bách Vân có thể nhân cơ hội để tấn công. Bọn họ cũng đã phát động một cuộc tấn công khác vào đế quốc Huyết Anh, gây áp lực lớn lên đế quốc Thần Long. Nếu các quốc gia còn lại thấy đế quốc Thần Long sắp sụp đổ, thì sẽ tranh thủ cơ hội xa cơ thất thế của đế quốc đó mà đứng lên chiến đấu mở rộng liên minh. Bệ hạ, ưu thế của chúng ta là thủy sư. Chúng ta vẫn phải bắt đầu với thủy sư. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt được thủy sư của đế quốc thần long chúng ta sẽ vô địch. Hữu tướng của đế quốc kền kền nói. Hoàng đế mọc căng gật đầu. Sẽ có rất nhiều chiến hạm được truyền tống tới từ nước Hát nhưng chiến hạm sẽ không được truyền đi nhanh như vậy và nó cũng cần thời gian để nâng cấp sửa đổi họ vẫn còn cơ hội bệ hạ chúng ta nên huy động một số hạm đội từ những nơi khác trên toàn cầu bao gồm cả chiến hạm của đế quốc áo tư hiện tại chiến thắng trong cuộc chiến với đế quốc thần long mới là điều quan trọng nhất tả tướng nghiêm túc nêu ý kiến hoàng đế mọc căn âm thầm cao mày ngoài ra lợi ích của thế giới cũng rất quan trọng hạm đội của họ bị điều động cục diện rất nhiều nơi hiển nhiên sẽ có biến hóa nếu sau này có tổn thất lớn những nơi đó sẽ hoàn toàn mất đi khống chế hữu tướng lại nói thật ra quan trọng nhất chính là tìm phương pháp truyền tống số với số lượng lớn nhưng đáng tiếc thay ở phương diện này chúng ta vẫn không có tiến triển gì hoàng đế mọc căng thở dài sẽ thật tuyệt nếu có khả năng truyền tống được một lượng lớn người qua nước âm đang hợp tác với bọn họ ở nửa bên kia địa nước âm là quốc qua mạnh nhất ít nhất ngoài mặt thì là vậy trong một cuộc chiến thực sự, tiêu phàm và những người khác rất mạnh, các thuyền trưởng tàu bay của nước âm là vô dụng, vì vậy họ chưa chắc đánh bại được nước hát. Nước hát, tại Linh Huyệt Từ Hải Âm, uhm, Khương Vạn Trần đã đột phá ở nơi này và đạt đến cấp tu vi của Đại Tông Sư. Với sự đột phá của Khương Vạn Trần, tốc độ linh khí dân trào từ huyệt tâm linh tăng lên rất nhiều và Linh Huyệt Từ Hải Linh Huyệt cũng tăng thêm khoảng 30%. Trước Khương Vạn Trần đã có hai người đột phá Linh Huyệt Từ Hải nhờ họ mà linh khí ở linh huyệt từ hải cũng tăng không ít điều đáng nói là những người có thực lực thấp muốn đột phá đến đây đều vô ích phương diện này tiêu phàm đã trải nghiệm qua hắn sắp xếp mấy người chuẩn bị đột phá đến huyện lôi sơn đột phá kết quả khi họ đột phá linh khí huyệt đạo căn bản không có dao động linh huyệt càng mạnh linh khí đột phá huyệt đạo càng cao linh huyệt cấp s ít nhất phải bẩm sinh đã có linh huyệt cấp ff yêu cầu ít nhất phải cấp đại sư rất nhiều người ở nước hát đã đạt đến cấp bậc ám kình nhưng rất ít người đạt đến cấp bậc hóa kình càng ít người hơn nữa đã đạt đến cấp độ hậu thiên tích tích sau khi củng cố tu vi của mình khương vạn trần gọi điện cho tiêu phàm tiêu đại sư ta đã đột phá đến cấp bậc tông sư linh huyệt từ hải đã được tăng cường rất nhiều khương vạn trần mừng rỡ nói hai mắt tiêu phàm sáng lên chỉ cần linh huyệt ở tử hải lập tức tăng lên có thể phái chiến hạm lớn hơn qua đó, có lẽ một chiếc chuyên cơ vận tải bốn, năm ngàn tấn cũng có thể làm được. Khương, chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi cũng là đại tông sư. Tiêu phàm cười nói. Khương vạn trần vô cùng cảm kích. Tiêu đại sư, ta muốn cảm ơn ngươi đã đưa ta đến thế giới khác, nếu không ta sợ rằng ta sẽ khó có thể trở thành một tông sư. Không đâu. Thiên địa linh khí ngày càng tăng, với thiên phú của ngươi trở thành tông sư chỉ là vấn đề thời gian. Không chắc nữa, có lẽ ta trước khi trở thành đại tông sư ta đã bị giết. Tiêu phàm chớp mắt, điều này cũng có thể. Tùng tùng, đêm khuya ở huyện Lôi Sơn, cái gương bên cạnh tiêu phàm vang tiếng gõ. Lần trước tiêu hải nói sẽ liên lạc qua đây. Ngay cả lúc Khương Vạn Trần đột phá ở Linh Huyệt Từ Hải, hắn vẫn ở bên cạnh. Ông nội, có chuyện gì tốt sao? Trên mặt ngươi đều là ý cười. Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Hải nhếch miệng cười nói, có chuyện tốt thật, đế quốc cự tượng bị đánh bại, thư đầu hàng đã đưa tới đây. Đế quốc cự tượng cắt nhượng chừng 1 triệu km vuông lãnh thổ, trong vòng 20 năm phải bồi thường cho chúng ta 2 triệu cân linh thạch. Như những gì ngươi nói, tô giới vĩnh viễn, nơi đóng quân đều đã sắp xếp cho bọn họ. Theo luật quốc tế, một tô giới là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý thường thường là một cường quốc thực dân hay một thế lực nào đó được cường quốc thực dân hậu thuẫn. Theo luật quốc tế, một tô giới là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý. Thường thường là một cường quốc thực dân hay một thế lực nào đó được cường quốc thực dân hậu thuẫn. Tiêu phàm trầm giọng đáp. Đây đúng là một tin tốt, nhưng với sự thất bại của đế quốc cự tượng, cuộc phản công của đế quốc kền kền sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nụ cười trên mặt tiêu hải nhạt đi, hắn gật đầu. Tạm thời chưa nhận được tin tức gì khác, nhưng đế quốc kền kền nhất định sẽ đưa hạm đội mới tới, đế quốc áo tư có lẽ cũng như vậy. Cháu ngoan, tình hình bên đó thế nào rồi, tiêu phàm giải thích chi tiết tình hình của mình. Tiêu hải lại nói, cháu ngoan, lần này ông nội phái một con linh thú sắp đột phá qua đấy, xem cháu có thể tăng thêm linh huyệt hay không. Linh thú là đại võ tông viên mãn. Tiêu phàm gật đầu, không lâu sau, một con tuyết điêu hung mảnh được tuyền tới, con tuyết điêu có bộ lông trắng như tuyết, còn miệng và móng vuốt là màu vàng. Cháu ngoan, đây là thiểm điện tuyết điêu, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, muốn đi xa thì ngồi trên lưng nó còn nhanh hơn khi ngươi đi máy bay. Nếu có việc ở nước khác, cháu có thể sử dụng nó để bớt thời gian di chuyển. Tiêu phàm chạm vào đầu của tuyết điêu, tuyết điêu cũng thân thiện dụi dụi bàn tay hắn. Ta sẽ truyền một ít long khí cho ngươi ngay sau đó tiêu hải đã truyền một ít long khí sang cho tiêu phàm cháu ngoan ấu vi đâu để cho nàng truyền tống tới đây nàng cũng cố sức mạnh lâu như vậy có thể đưa nàng đến dị giới để nâng cao một chút tiêu hải mỉm cười tôi ấu vi truyền tống đến dị giới để lại tiêu phàm một mình có chút buồn ở trong căn phòng trống trải hắn chẳng thể ngủ được nếu hắn muốn những ngôi sao nổi tiếng sẽ vội vã leo lên giường hắn nhưng tiêu phàm đối với việc bắt cá hai tay chẳng mấy hứng thú. Cháu ngoan, tu vi cấp đại tông sư của ấu vi không thể tăng nhanh như trước nữa, ngươi chờ ấu vi đạt được tu vi cấp võ vương rồi nàng sẽ quay lại. Đến lúc đó, nàng sẽ đột phá linh huyệt tại huyện Lôi Sơn. Tiêu Hải mở lời. Tiêu Phàm ủ rũ đáp lại. Ông nội, chuyện này phải mất bao lâu? Tiêu Hải nói, ấu vi có thiên phú lắm, chắc là khoảng 3 tháng. Đến lúc đó, linh huyệt của huyện Lôi Sơn có thể đạt đến cấp SSS. Lúc đó ngươi cũng chuẩn bị truyền tống tới. Nhưng trước khi truyền tống, ngươi phải mang các loại tàu chiến và tàu chở hàng, cũng như các loại máy móc khác nhau qua. Tiêu Phàm lại nói, ông nội, hãy để Vi Vi trở lại khi nàng ấy đột phá tiểu cảnh, để linh huyệt có thể được tăng đến mức lớn nhất. Tiêu Hải lắc đầu. Ngươi cho rằng không gian truyền tống được sao? Ngươi có không gian dị năng, đối với ngươi hẳn không ảnh hưởng gì, nhưng nó sẽ tác động nhất định đến ấu vi. Có điều ấu vi đang sở hữu năng lực trường sinh bất lão, chỉ cần không quá thường xuyên, cũng không phải vấn đề lớn. Tiêu phàm thở dài trong lòng, ba tháng có hơi chật vật. Cháu ngoan, ngươi và ấu vi cần phải được thăng cấp càng sớm càng tốt. Dù gần đây ông nội không có tu luyện, nhưng tu vi của ông vẫn sẽ tăng lên, chắc tầm khoảng 8, 9 tháng nữa là ông có thể đạt tới cấp bậc võ thánh. Trước đó, ngươi nhất định phải được thăng cấp, phải mạnh mẽ nhất có thể, và nếu ông nội thật sự phi thăng, ngươi phải có khả năng kiểm soát tình hình. Tiêu Hải nghiêm giọng nói. Tiêu Phàm gật đầu. Vất vả lắm mới gây dựng được Giang Sơn như bây giờ, đến lúc đó nếu nó rơi vào tay người khác, hắn và Tô Ấu Vi đều bị giết, thì chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Nửa giờ nửa trôi qua, hình bóng của Tiêu Hải dần biến mất khỏi gương. Những thứ trong kho được truyền tống qua, cũng thêm nhiều máy móc đi cùng dù trong tương lai ngay cả khi không thể dịch chuyển chiến thuyền từ đây đế quốc thần long cũng có thể tự chế tạo tàu cho riêng mình ta hy vọng tàu hàng có thể truyền tống qua tiêu phàm nghĩ thầm hắn đã thỏa thuận với tiêu hải cuộc liên lạc lần sau sẽ diễn ra tại linh huyệt tử hải tích tích sáng sớm hôm sau tiêu phàm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại hương cục trưởng có chuyện gì vậy tiêu phàm hỏi nhìn đồng hồ còn chưa tới 6 giờ sáng. Cương Vạn Trần gọi điện cho hắn vào lúc này e là đã có chuyện không hay xảy ra. Cương Vạn Trần trầm giọng nói nửa giờ trước, một con tàu chở hàng đi biển ở Thái Bình Dương đã bị yêu thú tấn công. Ta sẽ gửi video cho ngươi, ngươi xem một chút. Tiêu Phàm cúp điện thoại, cùng lúc ấy Khương Vạn Trần gửi qua cho hắn một video. Đoạn video do người trên tàu quay lại, đăng tải trước khi tàu chở hàng gặp nạn, trong đoạn video đã xuất hiện một con yêu thú khổng lồ. Con yêu thú này nhìn rất giống một con cá mập, nhưng trông đáng sợ hơn nhiều lần so với con cá mập bình thường. Loài cá mập lớn nhất đại dương là cá mập voi, chiều dài tối đa lên đến hơn chục mét, còn con cá mập trong video có chiều dài tầm khoảng 50 mét. Tích tích! Cương vạn thần nhanh chóng gọi đến lần nữa. Tiêu Tông Sư, ngươi đã xem xong video chưa? Căn cứ theo quan sát nhân viên phán đoán, con vật trong video chính là cá mập quỷ biển sâu có độ dài ước chừng khoảng 50 mét, chênh lệch bên ngoài sẽ không vượt quá 1 mét. Có lẽ nó sở hữu sức mạnh của cấp võ hoàng, Khương Vạn Trần nhẹ giọng hỏi. Thông tin về cá mập quỷ biển sâu xuất hiện trong đầu tiêu phàm, hắn lập tức nói Khương Cục Trưởng, nó có thể đang ở giai đoạn đầu tu vi võ hoàng. Nếu nó xuất hiện trên trái đất, thì có nghĩa ở dưới biển sâu sẽ xuất hiện linh huyệt cấp SSS chuyện tốt chính là loài cá mập quỷ biển sâu này có tính lãnh thổ rất lớn, khu vực nó ở chắc hẳn không có yêu thú cường đại nào khác. vì vậy chỉ có một con yêu thú duy nhất này xuất hiện trên trái đất. khương vạn trần tiếp lời, tiêu tông sư, nước tiểu của yêu thú cấp võ hoàng có thể dọa được yêu thú cấp võ hoàng không? khương cục trưởng, cái này e là không được. nước tiểu của yêu thú cấp võ hoàng nhiều nhất chỉ ảnh hưởng đến yêu thú cấp võ vương. tiêu phàm trả lời. ở đầu dây bên kia điện thoại, khương vạn trần cười khổ vậy thì chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho con yêu thú này sẽ không đến đất nước của chúng ta ngươi bây giờ hẳn là không thể đối phó được yêu thú cấp võ hoàng phải không tiêu phàm lại nói cục trưởng khương hiện tại thực lực của ta là tu vi võ vương yêu thú cấp võ hoàng quả thực là ta không thể đánh nổi nhưng ngươi không cần quá lo lắng nơi này cách nước hát của chúng ta khá xa hơn nữa còn gần nước hành dương hơn nhiều ngay cả khi nó đến phía tây nó cũng sẽ tiếp cận nước hành dương trước khương vạn trần bất lực không có đường hầm không gian linh huyệt cấp SSS ở gần, làm sao lại có một con yêu thú cấp độ cao như vậy đến đây? Tiêu Phàm nói, Khương Cục Trưởng, nếu chúng ta xây dựng một đường hầm không gian, nó sẽ dịch chuyển tức thời ổn định, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là truyền tống cực hạn thấp. Không có đường hầm không gian ổn định, cũng chỉ có thể thông qua khe nứt không gian. Các vết nứt không gian lúc to lúc nhỏ nguy hiểm hơn nhiều. May mắn thì yêu thú lớn hơn có thể tới đây còn không may lắm thì trong quá trình truyền tống yêu thú vẫn sẽ có xác suất gặp vấn đề. Khương Vạn Trần khẽ thở dài. Cái này ta biết, chỉ là ta có chút cảm thán, sau này yêu thú trên trái đất sẽ càng ngày càng nhiều. Được rồi, ngươi tiếp tục ngủ đi. Khương Vạn Trần cúp điện thoại. Tiêu Phàm rời giường, lúc này hắn làm sao ngủ được nữa. Linh huyệt cấp SSS xuất hiện, nếu tìm được linh huyệt cấp SSS này, không chừng ta có thể sớm xuất hiện ở dị giới." Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại hắn chỉ có tu vi đại tông sư sơ kỳ, tìm được cái linh huyệt mở ra kia, không cần thông qua tiêu hải hắn vẫn có thể truyền tống đến dị giới. Tu vi không tới võ vương, hẳn là có thể truyền tống trở về. Tìm được linh huyệt này, khả năng đến dị giới tăng lên một bậc, Tiêu Phàm nghĩ ngợi. Thiên phú của hắn rất tốt, nhưng ở trái đất lại bị hạn chế bởi hoàn cảnh nên tiến bộ rất chậm. Trong vòng 3 tháng, Tô Ấu Vi ở dị giới có thể đạt đến Đại Tông Sư Viên mãn, hắn có thể đến Đại Tông Sư Trung Kỳ hay không đều là vấn đề. Tu Vi càng cao, càng khó tăng lên một cảnh giới. Mặc kệ có đi hay không, trước tiên tìm được linh huyệt này đã. Tiêu Phàm nói thầm. Thiểm điện, xuất phát. Tiêu Phàm ngồi trên lưng thiểm điện tuyết điêu, thiểm điện tuyết điêu nhanh chóng bay lên không trung, tốc độ bay lên của nó không hề chậm hơn tốc độ máy bay chiến đấu. Nhưng vì mang theo tiêu phàm nên lực cản gia tăng không ít, tốc độ cũng chậm hơn một chút, nhưng nó vẫn có thể bay với tốc độ siêu thanh. 5. 6 giờ trôi qua, thiểm điện tuyết điêu đã tiếp cận được vùng biển nơi xảy ra sự cố, trên biển một số container nổi lên bền, cũng không tìm thấy tàu cứu hộ nào gần đó. Biết tình hình bên này, nên các thuyền phụ cận đều nhao nhao đi vòng quanh, chúng nó nào dám chạy đến gần để cứu viện gặp phải yêu thú tập kích như vậy, cũng không có cái gì cần cứu viện. Thiểm điện, ngươi cẩn thận một chút, đừng để chúng ta đi ngàn dặm tặng đầu người. Tiêu phàm dặn dò thiểm điện tuyết điêu. Phanh, thiểm điện tuyết điêu hạ xuống, nó bay lướt trên mặt biển, tiêu phàm cẩn thận cảm ứng linh khí biến hóa của không gian chung quanh. Linh huyệt cấp SSS, dù là ở trong biển sâu, linh khí cũng có thể ảnh hưởng đến mặt biển, cẩn thận tìm kiếm thì chắc sẽ tìm được. Ở vùng biển Hạ Uy Di, Đoàn làm phim đang tất bận chuẩn bị quay phim. Bộ phim điện ảnh lần này lấy đề tài về cá mập. Nội dung nói về một con yêu thú cá mập khổng lồ từ dị giới xuyên đến địa cầu, và nó xuất hiện lần đầu tiên từ biển sâu, sau đó ra khơi bắt đầu hành trình vết chóc. Đáng nói là bây giờ thực sự có yêu thú đến từ dị giới, nhưng gần đây hàng loạt bộ phim điện ảnh lấy đề tài này đều rất nổi tiếng, chỉ cần hiệu ứng đặc biệt không quá tệ thì doanh thu phòng vé cũng sẽ không thấp. các biểu cảm của các ngươi vẫn chưa được trong cảnh quay tiếp theo các ngươi phải thể hiện được bản thân đang hết sức sợ hãi sau đó qua hiệu ứng cắt kép hậu kỳ một con cá mập lớn dài hàng chục mét sẽ xuất hiện trước các ngươi các ngươi phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình hai phút sau chúng ta sẽ quay lại lần nữa đạo diễn rất không hài lòng nói hắn đã quay cảnh này vài lần rồi nhưng biểu cảm của diễn viên vẫn chưa đủ tốt hai phút trôi qua rất nhanh tất cả mọi người chuẩn bị đi ngay sau đó máy quay chỉ thẳng vào nhóm diễn viên, bọn hắn đang quay cảnh ngồi trên mũi tàu và uống rượu trong lúc gió lớn thổi qua. Ôi trời đất ơi, trời ơi thứ đó là cái quái gì thế, đột nhiên, nhóm diễn viên lộ ra vẻ mặt khiếp sợ đến tột độ, đạo diễn nhìn thấy thì hai mắt sáng lên, thầm nghĩ lần này biểu hiện của bọn hắn quả thật tốt vượt ngoài mong đợi. Cảnh quay này khiến hắn cảm thấy sung sướng vô cùng. Đạo diễn, ngươi nhìn kìa, ở nơi đó, một trong những diễn viên nói trong lúc kinh hoàng chết tiệt, đây là lời thoại của ngươi sao? ngươi đã làm lãng phí một cú máy tốt của chúng ta rồi. đạo diễn tức giận mắng. lúc này hắn mới nhìn về hướng diễn viên nọ đã chỉ. chết tiệt, một giây sau, đến bản thân đạo diễn cũng kinh ngạc không kém. cách bọn hắn chỉ vài trăm mét, một con cá mập đáng sợ dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt biển. chẳng những thế, con cá mập này còn đang lao thẳng về phía bọn hắn. phật May mắn có một chiếc máy bay trực thăng gần đó để hỗ trợ quay phim, ngay lúc trợ lý đạo diễn sợ hãi hét lên, phi công trực thăng cũng đang liều mạng điều khiển chiếc trực thăng bay lên. Rắc rắc, con cá mập quỷ trồi lên từ biển sâu dài hàng chục mét há cái miệng to như chậu máu của nó ra, sau đó cắn xuống trong một ngụm, ngay lập tức chiếc du thuyền sang trọng dài 20 đến 30 mét bị cắn nát thành hai mảnh. Cứu mạng, cứu mạng, a à, một số người còn sống trên chiếc du thuyền sang trọng hét lên trong lúc kinh hoàng tột độ. Nhưng chẳng mấy chốc, bọn hắn không thể hét lên được nữa. Dòng nước chảy xiết đã cuốn lấy bọn hắn xuống đáy biển sâu hung hút, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi tất cả đều bỏ mạng. Thư, con cá mập quỷ biển sâu đã nhìn thấy chiếc trực thăng trên bầu trời. Ngay sau đó một mũi tên băng khổng lồ nhắm bắn vào chiếc trực thăng. Chiếc trực thăng phải dùng toàn lực khó khăn lắm mới né tránh được nó. Chạy đi, nhanh lên phó đạo diễn ngồi trên trực thăng vẫn chưa thôi kinh hãi hắn liên tục hét lên chiếc trực thăng tăng tốc bay nhanh về phía đất liền nhưng con cá mập quỷ dưới biển sâu cũng đuổi theo sát nút ngay phía sau nhưng kỳ lạ là nó không tiếp tục tấn công chiếc trực thăng nữa sao nó không tiếp tục tấn công nữa tình huống này không đúng lắm vừa rồi không phải nó không đánh trúng chúng ta nó cố ý nó muốn chúng ta mang theo nó chạy vào đất liền có người trên trực thăng nói phó đạo diễn nói sắc mặt âm trầm vậy chúng ta phải làm sao bây giờ trực thăng không bay được quá lâu còn chưa nói đến tốc độ của nó cũng nhanh hơn chúng ta rất nhiều chúng ta chỉ còn cách đến đất liền thôi tìm một nơi đông người trên đất liền rồi hạ cánh đi phi công điều khiển trực thăng nói nếu nó tìm được đường đến đất liền cho dù chúng ta hạ cánh ở nơi không có người ở xung quanh cũng vô dụng thôi chả nhẽ các ngươi muốn chết sao nếu chúng ta không trốn vào đất liền thì chúng ta sẽ phải chết. Hãy nghĩ đến gia đình của các ngươi đi, đây không phải là lúc thích hợp để đóng vai anh hùng đâu, phó đạo diễn gắt lên. Người phi công điều khiển trực thăng thầm thở dài, hắn cũng không muốn chết. Lúc này bọn hắn chỉ cách đất liền khoảng 6-70 hải lý, chưa đến nửa giờ sau sẽ tiếp cận đất liền, đồng thời con cá mập quỷ biển sâu phía sau càng tăng tốc nhanh hơn. Hưu! 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 vô số mũi tên băng dài hơn một mét đang xen nhau lao thẳng vào chiếc trực thăng những mũi tên băng này di chuyển với tốc độ còn nhanh hơn cả súng đạn quanh đối mặt với lực công kích như vậy trực thăng hoàn toàn không cách nào tránh né được chỉ trong nháy mắt trực thăng nổ tung tạo thành một quả cầu lửa trên bầu trời chúa ơi đó là cái gì vậy chạy chạy mau không bao lâu sau con cá mập quỷ biển sâu đã tiến đến gần một bãi biển gầm, một tiếng gầm nặng nề truyền ra từ biển. Nhiều người trong đám mình trong biển đều cảm thấy dường như có một sức hút mạnh mẽ nào đó đang kéo bọn hắn về phía cái miệng mở to như chậu máu của con cá mập quỷ biển sâu. Cứu mạng, cứu mạng. Ô những tiếng kêu cứu, khóc lóc thảm thiết vang lên khắp mọi nơi. Về phía hoa hạ bên này, Khương Vạn Trần đã nhận được tin tình báo cách đây không lâu. Hắn lập tức gọi vào số điện thoại của tiêu phàm, nhưng gọi mãi tiêu phàm vẫn không bắt máy ngay sau đó khương vạn trần đổi sang gọi bằng điện thoại vệ tinh cuối cùng cuộc gọi này cũng được kết nối tiêu tông sư con cá mập biển sâu kia xuất hiện ở bờ biển hạ uy di nó vẫn đang tiếp tục giết người trong thời gian ngắn đã giết được rất nhiều người dân tại đó khương vạn trần nói tiêu phàm đáp lại khương cục đây không phải là tin xấu với chúng ta cá mập ma biển sâu có ý thức rất mạnh mẽ đối với lãnh thổ của chúng có khả năng nó đã coi nơi đó là lãnh địa của mình đương nhiên trong thời gian ngắn nó sẽ không chạy đến hoa hạ của chúng ta gây rối Khương vạn trần nói tiếp nhưng rất nhiều người hoa hạ chúng ta đang sinh sống ở bên kia trong tình hình hiện tại ta e rằng bọn hắn không thể nào rút lui được tiêu phàm cao mày và nói khương cục ta không thể đến đó cứu bọn hắn hiện tại quốc gia chúng ta là khu vực mà quái vật ít công kích nhất chưa kể tình hình chiến sự giữa nước ta và âm quốc đang căng thẳng vô cùng nhưng bọn hắn còn đến đó du lịch chuyện đã như vậy thì một khi có rủi ro bọn hắn cũng phải tự mình gánh chịu Hương vạn Trần khẽ thở dài, ngươi không nghĩ được có người không qua đó chỉ để du lịch à Tiêu tông sư, ta không có ý bảo ngươi đến đó, thực lực ngươi lợi hại như vậy, chỉ cần đi qua là có thể dễ dàng trở thành mục tiêu mới của cá mập ma biển sâu. Thay vào đó chúng ta sẽ tìm cách riêng để những kiều bào sơ tán khỏi đó. Hương vạn Trần đáp lại, đương nhiên các lãnh đạo cấp cao sẽ không đồng ý để tiêu phà mạo hiểm vì những người đó. Hương cục, phi cơ tới gần có thể trở thành mục tiêu công kích của nó các ngươi nên chú ý chuyện này tiêu phàm nói tiếp đã biết chúng ta sẽ chú ý sau khi cúp điện thoại tiêu phàm âm thầm lắc đầu quốc gia có sự lựa chọn của quốc gia và hắn cũng có sự lựa chọn của riêng mình suy cho cung cá mập quỷ biển sâu chạy đến đất liền cũng là một tin tức tốt với ta tiêu phàm lẩm bẩm trong lòng hắn đã cảm nhận được linh khí tuy nhiên sau khi phát hiện linh khí tiêu phàm cũng không lập tức lặn xuống đáy biển ở trong nước hắn còn lâu mới có thể là đối thủ của cá mập ma biển sâu cấp bậc võ đế bây giờ đã chắc chắn rằng cá mập ma quỷ biển sâu đã rời khỏi đó đồng nghĩa với việc sẽ không còn mối đe dọa nào ngăn hắn xuống biển được nữa sấm sét ngươi đợi trên mặt biển ngay tại đây bay cao một chút và đừng quên đề cao cảnh giác tiêu phàm ra lệnh vâng sấm sét hóa thành hình nhanh chóng bay lên không trung cùng lúc đó tiêu phàm đã dịch chuyển đến độ sâu hàng nghìn mét và ở độ sâu này xung quanh chỉ một màu tối đen như mực, nhưng tiêu phàm có thần thức nên đây không phải là vấn đề lớn với hắn. Xem ra vẫn phải xuống sâu hơn nữa. Tiêu phàm bí mật cao mày. Hắn cũng nghĩ đến việc dịch chuyển một chiếc tàu ngầm lớn hơn đến đây, nhưng hình như không có tác dụng gì mấy. Ngay sau đó tiêu phàm lại tiếp tục dịch chuyển tức thời. Nửa phút sau, rốt cuộc tiêu phàm đã phát hiện ra linh huyệt cấp SSS dưới biển, nhưng nó nằm ở độ sâu 5-6 thước, và cũng không phải thực sự ở dưới đáy biển ở độ sâu này xem ra dùng tàu ngầm hoàn toàn vô dụng tiêu phàm chán nản lắc đầu cũng có nghĩa là tàu chiến và tàu ngầm không thể dịch chuyển đến dị giới thông qua linh huyệt tại đây nhìn qua thì vết nứt không gian ở nơi này tương đối ổn định nếu không bố trí lối đi không gian có lẽ còn có thể thông qua tiêu phàm nghĩ thầm trong bụng hắn có dị năng không gian di chuyển qua lại thông qua vết nứt không gian an toàn hơn nhiều thậm chí hắn có thể tìm được các vết nứt không gian nhỏ hơn trong vết nứt không gian này tiêu phàm nhìn chằm chằm vào linh huyệt trước mặt liệu rằng hắn có nên mạo hiểm một phen không nếu hắn mạo hiểm dịch chuyển tức thời đến đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều thậm chí nếu đúng như hắn phán đoán thì tu luyện ở bên kia trong vài ngày có thể thu được hiệu suất sánh ngang với tu luyện ở trái đất trong nửa năm hay là đợi cho đến khi tàu chiến được vận chuyển đến dị giới rồi hắn nói tiếp tiêu phàm nghĩ thầm trong đầu vết nứt không gian trong linh huyệt cấp SSS này tương đối ổn định cộng thêm việc hắn là người có dị năng không gian hắn cảm thấy cơ hội mình thành công dịch chuyển đến dị giới rất cao nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn nếu hắn gặp chuyện gì bất trắc tại nơi này vậy khác nào đế quốc thần long không còn cơ hội giành chiến thắng một loạt các hành động liên hợp của đế quốc kềnh kềnh thật đáng báo động thậm chí thủy quân phải tiếp tục tăng cường mới có thể đàn áp được đám cường đạo đang ẩn mình trong quốc gia. Trước tiên phải bố trí trận pháp tại đây giúp che giấu linh huyệt mới được. Ngay lập tức 10 viên trận châu xuất hiện trong tay tiêu phàm. Sau 2 giờ, cuối cùng tiêu phàm đã bố trí trận pháp xong xuôi, trận pháp này không có lực phòng ngự mạnh mẽ, trái lại nó chỉ có thể khóa linh khí. Nhưng chỉ cần linh khí không lọt ra ngoài, cho dù cường giả từ âm quốc và các quốc gia khác tìm đến đây cũng sẽ vô cùng khó khăn để tìm được linh huyệt trong đại dương sâu thẳm thậm chí cho dù con cá mập biển sâu kia ra tay nó muốn tìm thấy linh huyệt cũng không dễ dàng biển rộng mênh mông hắn đoán có lẽ cá mập quỷ dưới biển sâu cũng không thể tìm ra phương hướng chính xác dị năng không gian kết hợp trận pháp không ngờ hiệu quả cũng không tồi ít nhất trận pháp có ràng buộc với không gian nên sẽ không bị sóng biển cuốn đi tiêu phàm lẩm bẩm trong lòng sấm sét đi thôi chúng ta trở về nào không bao lâu sau tiêu phàm đã rời khỏi đại dương trước khi đi để lần sau quay lại sẽ thuận tiện hơn nên hắn đã ghi nhớ tọa độ ở đây vâng sấm sét hóa thành hình hét lên như một lời đáp lại hắn nó bay loạn xung quanh chẳng khác nào một con ruồi không đầu sấm sét đi hướng này tiểu phàm chỉ đạo nó cùng lúc đó ở hạ uy di thảm họa vẫn đang tiếp diễn một con cá mập quỷ biển sâu dài hàng chục mét phải tiêu thụ lượng thức ăn rất nhiều trong một bữa. Ngoài ra việc nó giết người lúc này còn mang ý nghĩa nhằm khẳng định lại vị thế của nó. Nó vừa dịch chuyển đến một đất nước xa lạ, việc giết chóc không ngừng có thể giúp nó hiểu được nó mang cấp bậc nào ở trong không gian xa lạ này. Đương nhiên nếu có một kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn ở gần đây, nó sẽ rời đi thật nhanh. Ma quỷ, thứ này là ma quỷ, những người tiến hóa ở nước ta đầu rồi tại sao bọn hắn vẫn chưa xuất hiện cứu mạng nhiều người dân trên đảo đang sợ hãi vô cùng bởi vì cá mập quỷ biển sâu đột nhiên bay lên không trung nó là một con yêu thú dưới biển sâu nhưng nó có tu vi cấp bậc võ hoàng nên nó có thể dễ dàng bay trên đất liền trong lúc giết chóc chẳng qua vào những lúc bình thường thì nó sẽ không làm như vậy oanh oanh một số máy bay chiến đấu lao tới và bắn tên lửa tuy tên lửa có thể nhắm chính xác vào mục tiêu nhưng tên lửa thông thường làm sao có thể phá vỡ hàng phòng thủ của yêu thú cấp bậc võ hoàng. Đương nhiên tên lửa siêu thanh cũng không khác là bao. Gầm, khi cá mập quỷ biển sâu còn cách tên lửa hơn mười mấy cây số, nó lập tức tăng tốc lao nhanh về phía một số máy bay chiến đấu vừa phóng tên lửa. Quanh, chẳng mấy chốc mấy chiếc máy bay chiến đấu còn lại đã dọn sạch số tên lửa còn sót lại, sau đó chúng tản ra chung quanh trước khi mở bộ đốt sau để thoát ra ngoài với tốc độ siêu thanh. Tuy tốc độ bay của cá mập ma quỷ biển sâu khá nhanh, nhưng dù sao nó cũng là một con yêu thú biển sâu nên tốc độ nhanh nhất của nó chỉ hơn gấp đôi tốc độ âm thanh một chút. Gầm, không thể đuổi kịp máy bay chiến đấu, con cá mập quỷ biển sâu tức giận lao về phía một dãy cao ốc. Ngay lập tức cơ thể to lớn của nó va chạm với tòa nhà một cách dữ dội. ầm, uhm, tòa nhà đổ sụp chỉ trong tích tắc. Rõ ràng lực tác động của yêu thú cấp võ hoàng quá mạnh. Trời ạ, à, con yêu thú này quá mạnh thứ này còn mạnh hơn cả những con yêu thú từng xuất hiện ở U Châu và Úc Châu. Rất có thể con yêu thú này là cấp bậc võ hoàng. Nhiều người chứng kiến mà kinh hãi không thôi. Nhiều người đã quay video lại và tung lên mạng, cùng lúc đó tin tức nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên khắp các diễn đàn, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Mỹ Quốc, tại Hắc Cung. Đại thống lĩnh và các lãnh đạo cấp cao khác đã tập hợp lại với nhau. Chúng ta có bao nhiêu người tiến hóa cấp SSS? Nếu chúng ta điều động tất cả người tiến hóa cấp SSS mà chúng ta có đến đó, liệu có thể giải quyết con yêu thú này không?" Đại thống lĩnh Âm Quốc trầm giọng nói. Hạ Uy Di là một khu vực rất quan trọng đối với Âm Quốc. Đại thống lĩnh hiện tại ở Âm Quốc chúng ta có hơn 20 người tiến hóa cấp SSS, nhưng có một nửa trong đó lệ thuộc vào các tập đoàn lớn. uy, tân minh chủ của Liên Minh người tiến hóa cho biết qua liên kết video. Đại thống lĩnh âm quốc nói với giọng nặng nề trước mắt quốc gia đang đối mặt với nguy cơ, bọn hắn nhất định phải góp sức, ngươi chỉ cần nói chúng ta có thể giải quyết được hay không thôi. Ai Nguy nói, đại thống lĩnh, căn cứ theo tin tức thu được, đây là một con cá mập ma biển sâu, hẳn là nó có tu vi võ hoàng sơ kỳ. Nhưng đa số người tiến hóa của chúng ta đều là đại võ tông sơ kỳ, thực ra 100 người đại võ tông sơ kỳ cũng chưa chắc có thể đối phó với con yêu thú này có thể chúng ta phải sử dụng đến chiến thuật vũ khí hạt nhân thì mới có thể tiêu diệt được nó đại thống lĩnh đáp lại với sắc mặt xám xịt dùng chiến thuật bom hạt nhân tại trên đất nước mình sao ý tưởng này của ngươi quá tệ hại nếu yêu cầu tiêu phàm ra mặt thì sao isenry nói theo phán đoán của chúng ta tiêu phàm cộng thêm tô ấu vi và linh thú mà hắn điều khiển thì có khả năng giải quyết ổn thỏa đại thống lĩnh âm quốc nhìn chung quanh trước khi nói các ngươi nghe rồi đấy mau liên lạc với hoa hạ để bọn hắn ra lệnh tiêu phàm hỗ trợ. Hù! Tham mưu trưởng ho nhẹ một tiếng. Đại thống lĩnh, một thời gian trước chúng ta đã áp đặt lệnh cấm chip đối với bọn hắn, và trong ngày hôm qua, ngài đã ký một dự luật cấm chip gian hung. Lúc này cầu cứu tiểu phàm, chỉ sợ hắn sẽ không ra mặt. Đại thống lĩnh ngâm quốc cao mày rồi nói, các ngươi nói với hoa hạ nếu tiêu phàm đồng ý ra mặt, chúng ta có thể dỡ bỏ lệnh cấm đối với chip của bọn hắn lệnh cấm có thể được giải trừ trong thời gian có hạn. Chẳng mấy chốc bộ phận đối ngoại của âm quốc đã liên lạc với Hoa Hạ. Tích tích, điện thoại vệ tinh của tiêu phàm reo lên. Sấm sét đi chậm lại. Tiêu phàm ra lệnh cho nó. Ti chớp nhanh chóng di chuyển chậm hơn, cùng lúc đó tiêu phàm nhận nghe điện thoại. Dương Vạn Trần nói ngay, tiêu tông sư, phía âm quốc đã liên lạc và nói rằng nếu ngươi giúp giải quyết con yêu ma bên đó, bọn hắn có thể dỡ bỏ lệnh cấm chip đối với Hoa Hạ. Ngoài ra, lệnh cấm chip gian hung có thể được giải trừ trong thời hạn nhất định. Tiêu phàm cao mày. Khương Cục, để ta cẩn thận làm rõ mọi chuyện trước. Lệnh cấm chip bị gỡ bỏ, có nghĩa là để chip của bọn hắn cạnh tranh với chip gian hung của chúng ta trên thị trường Hoa Hạ sao, còn có giải trừ lệnh cấm có thời hạn nhất định, ý của bọn hắn phải chăng là tiếp tục đánh ta, chẳng qua chỉ đánh nhẹ một cái rồi thôi, sau đó còn muốn ta ra mặt giúp bọn hắn nhưng nếu ta không muốn sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề kinh tế vậy cũng đồng nghĩa với việc không cho bọn hắn mặt mũi đúng chứ tiêu phàm lạnh lùng nói phương vạn trần đáp lại tiêu tông sư chúng ta liên lạc với ngươi cũng không phải vì điều kiện của bọn hắn tốt như thế nào chúng ta cũng rất tức giận chúng ta chỉ muốn hỏi ý kiến ngươi chúng ta có cần thiết phải thỏa hiệp với bọn hắn không có lẽ chúng ta có thể được giải trừ lệnh cấm hoàn toàn Tiêu phàm chế nhạo nếu bọn hắn cấm chip gian hung thì chắc chắn sẽ có thể chặn được nó sao? Khương cục, phiền các ngươi thông báo cho các quốc gia khác biết, nếu đã tham gia cấm chip gian hung thì sau này dù cho gặp chuyện gì cũng đừng nên làm phiền ta. Được. Sau khi cúp điện thoại, tiêu phàm vẫn chưa nguôi ngoai nổi tức giận trong lòng. Người âm đúng là không biết xấu hổ, ngày hôm qua bọn hắn đã cấm hắn, nhưng hôm nay lại muốn nhờ hắn giúp đỡ, thế mà còn muốn kèm theo điều kiện. Ngay sau đó âm quốc đã nhận được câu trả lời. Đại thống lĩnh, phía hoa hạ đáp lại chỉ có hai chữ. Một trong những nhân viên phụ tá đã nói với vẻ mặt do dự. Đồng ý, đôi mắt của đại thống lĩnh âm quốc sáng lên. Không phải, bọn hắn trả lời lại là, không thể. Chết tiệt, sắc mặt đại thống lĩnh âm quốc âm trầm, chả nhẽ tiêu phàm không muốn chiếc giang hung của mình được bán ra thị trường toàn cầu sao, hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền nếu chỉ bán trong nội đại hoa hạ hả, thông báo cho hoa hạ nếu bọn hắn không giải quyết được yêu ma vậy chúng ta không cho phép hoa kiều tại đó được phép di tản tích tích tiêu phàm lại nhận được một cuộc gọi khác từ khương vạn trần khương cục có chuyện gì vậy tiêu phàm dò hỏi khương vạn trần nói trong lúc tức giận phía âm quốc nói nếu chúng ta không giúp giải quyết yêu ma vậy bọn hắn cũng sẽ không cho phép chúng ta sơ tán hoa kiều tại đó bọn hắn nói nếu chúng ta cho sơ tán người hoa ở nước ngoài điều này có thể chọc yêu ma tức giận và khiến chúng giết càng nhiều người hơn nữa. Tiêu phàm hít mắt, tốt lắm, ta sẽ đợi bọn hắn phạm sai lầm, chỉ có như vậy ta mới có thể lấy đạo đức cao thượng mà đối phó bọn hắn. Khương Vạn Trần rất ngạc nhiên, hắn hỏi, tiêu tông sư, ngươi muốn làm gì, Khương Cục, ta muốn tổ chức bỏ phiếu. Ta cúp đây. Sau khi cúp điện thoại, tiêu phàm đăng nhập vào đi in ngày hôm qua âm quốc đã cấm chiếc gian hung nhưng đến hôm nay lại muốn ta giúp đỡ bọn hắn nếu ta không giúp thì bọn hắn sẽ cấm hoa hạ chúng ta sơ tán hoa kiều khỏi hạ uy di mọi người bầu chọn đi muốn ta phá chiếc hủy tàu sân bay nào ở âm quốc người có nhiều lượt thích nhất sẽ giành được giải thưởng tiêu phàm đã gửi một tin nhắn sau đó lại bổ sung thêm một vài thông tin khác dưới phần bình luận nội dung của mỗi tin nhắn chính là tên của một chiếc tàu sân bay tại âm quốc ngay sau đó, tin tức tiêu phàm đăng lên đã được vô số cư dân mạng thấy được. Ta sắp tham gia một sự kiện lớn sao? Đương nhiên phải là pho, mọi người đều thích chiếc này, sau này có dịp gì ta phải khoe khoang một phen mới được. Nhớ năm đó một chiếc tàu sân bay ở âm quốc bị phá hủy, chính ta cũng góp một phần công lao ha ha. Âm quốc có chút buông thả rồi, khi trừng phạt kinh tế đối với chúng ta, tiêu tông sư không tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn thật sự cho rằng tiêu tông sư không nhất nổi đau sao, ngay sau đó vô số cư dân mạng để lại bình luận. Ông chủ, xảy ra chuyện rồi. Cùng lúc đó giám đốc điều hành Duy đi In đã nhận được tin tức. Ông chủ, chúng ta có nên thu hồi bài đăng đó không? Cư dân mạng đang liên tục bình chọn, đến lúc đó tiêu tông sư thật sự hành động, liệu chúng ta có gặp phiền phức không? Giám đốc điều hành cấp cao có chút lo lắng. Ngươi sợ đắc tội nước âm, lại không sợ đắc tội Tiêu tông sư sao? Chúng ta là người quốc gia nào? Chuyện này ngươi nhất định phải hiểu rõ." Sếp lớn Duy In trầm giọng nói. Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại ra, âm thầm đóng góp hai like. Một trong những lượt thích là thích video và lượt thích còn lại là thích bình luận. "Ông chủ, ta hiểu rồi." Giám đốc điều hành cho biết. Sếp lớn Duy In khẽ hừ một tiếng, "Ngươi còn không hiểu được?" Ngày hôm qua ta đột phá đến cấp bậc hóa kình, suy cho cùng cũng do tiêu sư phụ chiếu cố không ít. Giám đốc điều hành nhanh chóng bắt đầu phát livestream. Mặc dù có rất nhiều cư dân mạng theo dõi Tiêu Phàm, nhưng một số người trong số bọn hắn vẫn không chú ý, lúc này phát trực tuyến sẽ thu hút càng người nhiều biết hơn. Tại Âm Quốc, Hắc cung. Đại thống lĩnh Tiêu Phàm đang lên sóng livestream. Một trong những nhân viên phụ tá kinh ngạc nói: đại thống lĩnh âm quốc cười lạnh một tiếng đừng nói hắn đang tìm lý do tại sao gần đây không thể ra tay đấy người nhân viên phụ tá nuốt nước bọt hắn nói đại thống lĩnh không phải vậy tiêu phàm đã nhờ cư dân mạng quyết định xem nên tiêu diệt chiếc tàu sân bay nào của chúng ta cái gì sắc mặt đại thống lĩnh âm quốc thay đổi chóng mặt nhiều người khác xung quanh cũng lâm vào trạng thái tương tự chẳng mấy chốc tất cả bọn hắn đều nhìn thấy nội dung trong bài viết của tiêu phàm và luôn có người đứng bên cạnh bọn hắn để tiện cho quá trình phiên dịch chết tiệt tiêu phàm đây khác nào một hành động khơi mào chiến tranh hắn đang muốn trắng trợn khiêu chiến âm quốc của chúng ta đây mà sao hắn dám làm như vậy đại thống lĩnh âm quốc nói trong lúc tức giận lúc này tất cả mọi người đều im lặng trước đó tiêu phàm cũng từng phá hủy tàu sân bay của bọn hắn nhưng lúc trước là thẳng tay phá hủy hiện tại lại công khai tin tức đương nhiên cái tác lần này càng đau hơn trước kia chẳng những thế việc bỏ phiếu như thế này có khả năng phá hủy chiếc tàu sân bay tốt nhất của bọn hắn hãy nói với hoa hạ nếu tiêu phàm còn làm điều này đây sẽ là một hành động gây chiến tranh và hắn sẽ phải trả cái giá thật lớn cho hành động của mình đại thống lĩnh âm quốc nghiêm nghị nói vâng ngay sau đó bọn hắn đã gửi một tin nhắn mười phút sau bọn hắn nhận được tin hồi âm từ phía hoa hạ bọn hắn nói thế nào đại thống lĩnh âm quốc hỏi vội Hoa hạ nói đó là hành vi cá nhân của tiêu phàm, còn bảo chúng ta nên kiềm chế. Bọn hắn còn nói, tiêu phàm thích mềm không thích cứng, nếu chúng ta dùng cách thức mạnh bạo đáp lại hắn thì tất cả tất cả tàu sân bay của chúng ta sẽ bị tiêu phàm phá hủy sạch sẽ. Cũng đề nghị chúng ta dựa theo biểu quyết mà bắt đầu sơ tán nhân viên trên tàu sân bay trước, đến lúc đó nói không chừng còn có thể giảm bớt tổn thất. Đại thống lĩnh âm quốc tức giận đến mức cả người run rẩy không ngừng nói cho bọn hắn biết một khi tiêu phàm thật sự ra tay có thể sẽ gây ra chiến tranh hạt nhân trên toàn cầu đại thống lĩnh âm quốc nghiêm nghị nói lần này phải đến nửa giờ sau bọn hắn mới nhận được trả lời đại thống lĩnh hoa hạ nói gần một nửa công dân của bọn hắn có tu vi cấp bậc minh kình và một khi chiến tranh hạt nhân nổ ra trên toàn cầu thì bọn hắn vẫn có thể sống sót qua mùa đông nếu chiến tranh hạt nhân toàn cầu diễn ra vào mùa đông 99% người sẽ chết nhưng hàng trăm triệu người dân bọn hắn sẽ sống sót và trong tương lai trái đất sẽ là của bọn hắn. Đại thống lĩnh nước âm, nói đến mức này, xem ra ngày hôm nay không cách nào tiếp tục trao đổi được nữa. Chuyện bọn hắn có nhiều người đạt tới cấp minh kình là thật sao, đại thống lĩnh âm quốc dò hỏi, liệu đạt đến cấp bậc minh kình có thể sống sót qua mùa đông chiến tranh hạt nhân được không? Aceway trả lời hắn thông qua kết nối video, đại thống lĩnh, Nhiệt độ toàn cầu có thể giảm xuống khoảng 20 độ trong mùa đông hạt nhân và điều đó sẽ rất khó khăn cho những người bình thường. Chẳng những thế một khi kết hợp với bức xạ hạt nhân, quả thực phía chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều người. Nhưng cấp bậc minh kình nhiệt độ hạ xuống 20 độ cũng không ăn thua, bụi phóng xạ hạt nhân ảnh hưởng lên bọn hắn cũng không lớn, nói tóm lại khả năng cao là sẽ không có chuyện gì. Bọn hắn có thể ăn được những thứ có chứa một lượng phóng xạ nhất định nhưng chúng ta không cách nào tiêu thụ được. vẻ mặt đại thống lĩnh đâm quốc chán nản. hắn nói, nói cách khác sau này bom hạt nhân của chúng ta sẽ không còn bao nhiêu lực uy hiếp đối với bọn hắn đúng không? đại thống lĩnh, uy hiếp đương nhiên vẫn còn, nhưng nhất định sẽ giảm xuống. đại thống lĩnh nhìn xung quanh, các ngươi còn có biện pháp nào tốt không? không lẽ chúng ta thật sự phải nhượng bộ tiêu phàm sao? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.